mà đến với shop đó thì các bạn bước vô là thấy một cái hình biểu tượng rất là đẹp. Tiếp theo là rất là nhiều đồ mẫu mã, ba lô, túi sách dành cho trẻ em. Wow, Spider-Man quá. Wow. Ôi, tao mặc áo đồng màu luôn kìa, màu đỏ luôn kìa. Đâu chụp hình ra, đứng sát vô bác sĩ quay nè. Ờ, tao mua rất là nhiều đồ ở đây rồi nha. Các bạn ơi, các bạn vô đây mua đồ cùng với Tom nè. Tom mua túi sách, Tom mua rất là nhiều bình luôn. Nói chung là Tom chọn cái hiệu này thấy cưng và dễ thương nè. Các bạn muốn mua đồ giống Tom thì vô đây nha. Hồi nãy mua một chập, giờ mua thêm một chập nữa. Rất là nhiều đồ đẹp. Đó, mấy em nhỏ là trời ơi, chắc mấy cái đầm, mấy cái giỏ thấy cưng nè. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, con ong kìa, giỏ con ong nè. Con ong nè, thích cưng quá. Nói chung là khoảng túi giỏ sách trong đây khoảng 600-700, từ 400 trở lên. 400, 600, 700, 500. Rất là nhiều đồ đẹp nha. Ờ, có phao nữa nè. Tom thích lắm á, Tom thích thì tất cả các bạn nhỏ đều thích luôn á. Tao làm gì á? Trời ơi, đây nón bảo hiểm cute, so cute. Nón bảo hiểm màu vàng nè. Wow. Wow, khăn này Tom cũng có nè. Tom cũng xài khăn như vậy nè, khăn tắm đó. Tắm nhưng mà tôi đẹp quá, đẹp quá. Wow. Các bạn nhỏ hãy kêu ba mẹ nhanh nhanh vào đây nha, Gigamore Thủ Đức nha. Đó, bây giờ đi lại chỗ này nè, quá trời đồ em bé luôn nè. Lấy cái bự hơn nữa. Ủa, hồi nãy em mua cho Cindy hay gì? Trời ơi. Cho con một cái đi. Wow, rất là nhiều đồ luôn nè. Nón bảo hiểm nè. Cute nè. Quá trời nhiều luôn. Cái này là dành cho các bé nha. Doraemon này nè. Rồi đây, dành lượt điệu đà cho mấy nàng công chúa nè. Rất là nhiều mẫu mã kiểu nón dành cho các em nhỏ. Thấy cưng quá, chụp Mickey. Rồi con thỏ nữa nè. Ủa, tao mua gì đâu? Mẹ mua cái bình kia rồi nha. Nãy mẹ mua cái bình kia đẹp lắm. Mẹ mua cái bình kia đẹp quá trời luôn hồi nãy đó. Bình này trời ơi, nhiều ly đẹp quá nè. Bình này ốm mua để đi học hả? Cái shop này nằm ở trong Gigamore nha. Mọi người mua đồ cho em bé thì lại đây nè, đồ rất là đẹp luôn. Tất cả các loại luôn, khăn này, khăn tắm nè. À đây, đây áo mưa hồi nãy đây đó hả? Nè, áo mưa dành cho Nam nè, cho Spider-Man nè. Vậy hả? Đây, áo mưa cho mấy em gái nè. Wow, còn cái này thích cưng nè, cái này hồi nãy mua cho Cindy nè. Đẹp quá. Dễ thương quá à. Áo mưa này khoảng 200 mấy, 300 mấy một cái nha. Đẹp quá. Áo mưa cỡ lớn một xíu nè. Cái này bé lớp 3, lớp 4 mặc được luôn á. Đẹp. Thích. Trời, cái gì cũng thích. Wow. Trời ơi, cưng quá à. Nè nè, em bỏ vô đây. Còn đây là cặp dành cho các bé nè. Tha hồ lựa chọn. Quá trời luôn. Rất là nhiều mẫu mã luôn. Phải nói là giờ mấy em nhỏ đúng là sung sướng thiệt. Hồi xưa mình á hả, không có cặp mang đi, mình phải dùng cái bọc ni lông để mình đựng sách vở đó. Còn đây là mấy cái để cho mấy bé ăn nè, ăn dặm đó, treo lên người để cho khỏi phải dơ áo quần nè. Trời ơi, đủ màu, đủ màu, đủ mẫu mã luôn. Rất là đẹp. Ủa, mấy cái bình hồi nãy đâu Phi? Mấy cái bình mà em mua chỗ nào vậy Phi? Đây nè. Wow, đó. Đây hồi nãy là em mình có mua một cái này và một cái này. Đó, dành cho Nam, cho bé Tom mập. Cái này cho Cindy. Nhìn thấy cưng không các bạn? Rất là đẹp mẫu mã, rất là đẹp luôn.
Đây là của hiệu Disney nè. Đó. Đây là nó mắt có bốn màu để lựa chọn, đẹp quá. Cái cưng quá. Mình người lớn mình còn thích húng chi lẫn nít đúng không nè? Quá đẹp. Rất là nhiều mẫu mã, bình cao, bình thấp đều có hết nè. Nhưng mà mình thấy tất cả các mẫu, ố mẫu này cũng lạ nè. Mẫu này giống như cái điện thoại vậy đó. Trong đây có ống hút trong đây. Mẫu này với mẫu này lạ quá. Đó, nè. Các nhân vật hợp hình. Đó, mình thấy những mẫu đẹp. Mẫu này thấy cưng lắm, đeo vô nè, có cái cục dây đeo vô. Xịn sò luôn. 285.000 một cái. 285.000 cái bình, đẹp lắm nha cả nhà. Rồi nó lấy gì nữa vậy? Wow, mấy cái túi thiết cưng. Đẹp quá. Mấy bạn nhỏ 1-2 tuổi nè, đeo mấy cái này thiết cưng lắm. À cái shop này đây. Shop tên này đây. Tao nói cái gì nó cũng muốn mua hết đó Phi ơi. Thử rất là nhiều mà. Được cái đó, có hai cái tay đi. Đâu đâu coi coi, coi đằng trước coi con gì á, con chuột hay gì? Chuột hay anh thỏ? Lấy cái này đi. Rồi tao mua gì nữa, mua xe hay gì? Cái dù đó nhiều em đã chấm nữa. Bắt gì mà thấy cái gì đâu. Con bé nó đang coi kìa. Lấy thêm gì nữa vậy? Sao Tom chơi xe chơi bắp hả? Đâu chơi bắp đâu? Đi lại chỗ bán đồ xong mua đồ xong bắt đầu ngồi chơi luôn mới ghê chứ. Dính cái sàn luôn. Nói các bạn nào mà thích chơi đồ chơi thì vô Gigamon nè, vô Gigamon mình chơi rồi mình mua luôn nè các bạn ơi, rất là nhiều xe luôn, xe nhiều lắm luôn á. Tao chơi đã luôn nè, thôi thôi chơi ít ít thôi nghe không, rồi còn đi về nữa không. Mấy chỗ bán đồ chơi này nè các bạn lại mua cho con mình chơi. Nhiều lắm, nhiều đồ chơi lắm. Ăn kem gì? Kêu cô đi. Đâu tao ăn kem gì đâu, bán kem đi em ơi. Rồi ăn kem gì kìa? Sô cô la hả? Kem gì? Kem sô cô la là kem nào? À, lấy một viên đó. Không không. Cái gì? Hình ảnh chỉ mang tính chất tinh hoa. 45.000 một viên. Đây, Tom ăn gì? Trời ơi. Trước khi mẹ ra mình để cho con nè. Trời 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 ơi, nhìn kìa. Suy nghĩ. Con đẹp. Nó ở dưới này xong ai ghi mất cái nước của con. Trời ơi, vậy đó hả? Suy nghĩ lại thử coi đúng không? Suy nghĩ là mắt lim dim được. Suy nghĩ thử coi đúng có để quên chai nước không? À, cái này quên. Hãy giúp con đẻ này. Cô Doraemon. Giấy xong giấy. Để đây. Để cho ai không thấy. Nên cô Doraemon. Suy nghĩ đi hồi mới nhớ. Trời ơi làm mất chai nước rồi. Sao uống được
sao uống được ta? Cái chi nước này nè. Quá xả. Ăn uống kiểu này sao mà ốm rồi? Trời ơi sao vậy con? Tại sao? Trời ơi sexy. Trời. Rồi bây giờ mình sao? Trời ơi vậy đó hả? Wow. Bánh mì của mình nè mọi người nữa à. Rồi sao? Mẹ mình ghé mình ăn. Mẹ mình lên hả? Bây giờ mình ghé hết rau mình bỏ ra. À trời ơi. Quá sao nên giới thiệu được đấy hả? Mà đây tao viết hết rồi. Ủa sao bạn bỏ hết ra vậy bạn? Mình không có ăn rau hả? Trời ơi mình ăn gì kỳ quá à. Quá xá luôn, mình ăn dữ vậy mình. Mình ơi, mình ăn dữ vậy mình. Ngon không? Đó, bánh mì này. Có pate, có chả, có thịt, có cà rốt. Ăn kỳ vậy con? Trời ơi,